Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Thành phố chuyển động. Kính thưa quý vị, hiện nay thì việc điều trị vô sinh ở nam giới đã nhận được sự quan tâm nhiều hơn trước. Bằng chứng là chỉ riêng tại khoa Nam học Bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh thì mỗi ngày đã có tới 180 đến 200 lượt bệnh nhân đến đây để khám và điều trị căn bệnh này. Trong chuyên mục Sức khỏe và gia đình ngày hôm nay, Yến Nhi xin mời quý vị cùng trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân để cùng tìm hiểu về chứng vô sinh ở nam giới. Xin chào bác sĩ. Dạ, xin chào Yến Nhi, xin chào Hồ Trung Dũng, xin chào khán giả của chương trình Thành phố hôm nay. Yến Nhi thấy là trong một ngày ở khoa Nam học ở Bệnh viện Bình Dân thì có khoảng 180 cho đến 200 lượt người đến khám về chứng vô sinh nam. Phải chăng là hiện tượng vô sinh nam bây giờ càng nhiều đúng không ạ? Yến Nhi ơi, cái vấn đề là cái vô sinh của cái tỷ lệ vô sinh đó, trong cộng đồng của mình á, nó khẳng định rồi. Nó khoảng từ 8 đến 10% dân số Việt Nam mình là vô cái nhóm mà vô sinh. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua đó thì những cái vấn đề là hiếm muộn thì đổ lên trách nhiệm cho người phụ nữ, và chúng ta tập trung điều trị cho nữ mà chúng ta quên mất một cái yếu tố quan trọng, đó là nam giới chiếm khoảng 50% nguyên nhân gây vô sinh. Thì trong thời gian vừa qua vào 2005 thì tại Bệnh viện Bình Dân được thành lập là khoa Nam học đầu tiên của cả nước Việt Nam. Thì chính cái khoa Nam học đó đã mở đường cho cái công việc điều trị vô sinh nam của chúng ta hiện nay. Và chính với những cái nỗ lực mà phấn đấu của khoa Nam học với cái cách điều trị tốt nhất và hiện đại nhất cho bệnh nhân, nên số lượng bệnh nhân nam đã được điều trị thành công rất cao. Do đó cái số lượng bệnh nhân họ càng ngày họ càng đến khám. Thì trong quá trình điều trị như vậy thì bác sĩ mới rút ra rằng là những cái nguyên nhân nào là chính có thể dẫn đến cái chứng vô sinh ở nam giới ạ? Thực sự trong cuộc sống của hiện tại bây giờ của chúng ta đã có rất nhiều nguyên nhân. Chúng ta có thể một cái nhóm nguyên nhân rất quan trọng. Đầu tiên đó, có thể là chúng ta từ môi trường phía ngoài. Nhóm thứ hai từ bản thân của chúng ta. Từ môi trường phía ngoài trong cuộc sống hiện đại chúng ta cũng khá là căng thẳng. Chúng ta làm việc nhiều và chúng ta ít có thời gian nghỉ ngơi. Và chúng ta tự làm cho chúng ta thoải mái bằng cách chúng ta sử dụng những cái chất kích thích như là rượu, bia, thuốc lá để giảm stress. Và làm cho chính cái vấn đề rượu bia và thuốc lá làm cho cái vấn đề chất lượng tinh trùng nó ảnh hưởng. Ngoài ra trong cuộc sống của chúng ta ăn thức ăn nhanh. Chúng ta không có những thức ăn tươi như rau củ nhiều, làm chúng ta cái tỷ lệ béo phì ngày càng tăng. Chính cái béo phì đó làm giảm cái androgen và ảnh hưởng tới cái vấn đề có con của bệnh nhân. Ngoài ra những cái bệnh lý từ bản thân của mình là bệnh lý như những cái bất thường cơ quan sinh dục ở nam cũng có thể gây tình trạng vô sinh ở nam. Như vậy thì cái dấu hiệu nào để có thể phát hiện ra cái bệnh này sớm và có thể chữa trị kịp thời sớm ? Nam giới có hai cái tinh hoàn thì tương tự như hai buồng trứng ở phụ nữ, có chức năng vừa nội tiết vừa sản xuất ra tinh trùng. Thì hai tinh hoàn nằm ở phía ngoài, do đó chúng ta phải tự khám. Nếu chúng ta không thấy tinh hoàn nằm ở vị trí đúng thì đó là tinh hoàn ẩn, chúng ta phải mổ càng sớm càng tốt. Tất cả các khuyến cáo là nên mổ tinh hoàn ẩn trước 2 tuổi thì sẽ không bị ảnh hưởng tới sinh tinh của trẻ. Tuy nhiên nếu chúng ta phát hiện thì chúng ta cần phải đi phẫu thuật liền. Nếu không thì cái vấn đề là ung thư tinh hoàn sẽ diễn ra. Đối với những cái trường hợp mà bất thường cơ quan sinh dục như là cái dương vật quá cong, dương vật không chúng ta không thể nào quan hệ được, hoặc là lỗ tiểu đó là thấp thì chúng ta phải phẫu thuật sửa thẳng dương vật, phải tạo hình lại cái lỗ tiểu để đưa cái trở về hình thái ban đầu. Một cái chuyện kế tiếp là những cái trường hợp chúng ta khi xuất tinh chúng ta có thể tự kiểm soát được. Nếu tinh dịch quá ít, đó có thể trường hợp vô tinh, có trường hợp đó là vô tinh do bế tắc thì chúng ta phải đi khám và chúng ta phẫu thuật sớm. Còn những cái trường hợp mà xuất tinh ra chúng ta thấy tinh dịch nó có những cái bất thường thì chúng ta nên khám và tầm soát những cái bệnh lý liên quan đường tình dục của nam giới. Vì trong những nguyên nhân mà bác sĩ vừa kể thì những nguyên nhân nào là có thể chữa trị được và cái tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm ạ? Thì tất cả những bệnh lý nam khoa đều có thể chữa được hết với một cái chi phí rất thấp. Ví dụ đối với cái bệnh lý mà thiểu nhiều tinh trùng, thường thường kèm tới cái bệnh lý dạng tính mạch tinh. Thì đối với bệnh lý dạng tính mạch tinh á, thì áp dụng cái kỹ thuật mà hiện đại nhất mà Việt Nam mình đang áp dụng tương đương với các nước trên thế giới là kỹ thuật vi phẫu. Chính kỹ thuật vi phẫu này giúp bảo tồn được cái động mạch, bảo tồn được thần kinh, bảo tồn được bạch mạch. Và chính cái kỹ thuật này nó cải thiện cái chất lượng tinh trùng từ 60 đến 80%. Và cái chất lượng và tỷ lệ có thai khoảng 40-60% tự nhiên. Và với chi phí điều trị tại khoa Nam học á, thì ban giám đốc Bệnh viện Bình Dân á, để ra một cái chế độ rất ưu đãi đối với ngành vô sinh nam. Đó là chi phí rất thấp, khoảng từ 3,5-6 triệu cho một ca mổ. Cái nhóm thứ hai là nhóm vô sinh bế tắc. Ví dụ chúng ta
cắt cái đường dẫn tinh rồi, với cái kỹ thuật nối ống dẫn tinh hiện đại, thì cái tỷ lệ thành công nó khoảng 80%. Rồi những cái phẫu thuật mà bất thường cơ quan sinh dục chúng ta có thể làm được hết. Do đó nam giới của chúng ta hãy mạnh dạn đi chữa bệnh, chứ không nên gọi là đổ trách nhiệm cho vô người vợ của mình. Và trước khi tiếp tục buổi trò chuyện ngày hôm nay, xin mời bác sĩ Võ Trung Dũng, chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn phim ngắn sau đây. Khi em vào đây thì được bác sĩ chẩn đoán là em bị giãn tĩnh mạch hai bên. Trong thời gian mổ thì cũng đã ngày hôm qua, tức là hôm nay là em được một đêm rồi. Thì còn trong thấy tình trạng sức khỏe của bây giờ của em hiện tại thì rất là bình thường. Là vợ chồng tôi lên đây là khám thì được bác sĩ chẩn đoán là tôi bị giãn thường tĩnh mạch. Phẫu thuật thì theo như bác sĩ chẩn đoán thì tỷ lệ là có khả năng là chiếm đến khoảng 6-7%. Tôi cũng hy vọng đến đây để làm những đầy đủ thủ tục đó. Tôi với bà xã tôi cũng mong như vậy để có một đứa con. À, gia đình hạnh phúc như mọi người khác. Vâng, vừa rồi cũng chắc chắn là mong muốn chung của những ai muốn đến và điều trị chứng vô sinh nam. Và nhân tiện có bác sĩ ở đây thì bác sĩ có thể giải thích rõ thêm về những cái phương pháp điều trị từ những cái nguyên nhân bị vô sinh nam. Cái bất thường cơ quan sinh dục của nam, chúng ta nên phẫu thuật khi em bé trước 6 tuổi và trước thời điểm đi học, để không có em bé nó không bị cái mặc cảm tự ti và nó sẽ hòa nhập tốt trong cái cuộc sống. Đặc biệt đối với những cái cơ quan rất quan trọng đối với nam giới, đó là tinh hoàn ẩn, thì bắt buộc phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, trước 2 tuổi. Đối với những cái phẫu thuật đó thì hiện tại chúng ta có thể áp dụng kỹ thuật mổ bình thường hoặc là một kỹ thuật tiên tiến hơn, chúng ta có thể phẫu thuật nội soi. Những cái phẫu thuật đó chúng ta có thể thời gian làm việc hiện giờ rất ngắn, chúng ta rút ngắn thời gian làm việc khoảng 3-5 ngày đối với những cái phẫu thuật đó. Cái nhóm thứ hai là những cái bệnh lý mà liên quan tới mắc phải, ví dụ như tắc cái đường ống dẫn tinh, chúng ta tiến hành phẫu thuật là vi phẫu và cái chi phí của cái phẫu thuật đó cũng rất thấp. Và cái phẫu thuật đó chúng ta hôm nay chúng ta vô nhập viện để làm hồ sơ, ngày mai chúng ta phẫu thuật và ngày mốt chúng ta có thể về rồi. Có một cái nhóm bệnh mà tới bây giờ y học á cũng không thể tạo hình được, đó là cái bất thường là cái bất sản cái ống dẫn tinh. Đối với trường hợp bất sản ống dẫn tinh đó thì bệnh nhân có vẫn sản xuất tinh trùng ở trong tinh hoàn nhưng mà vẫn không ra được, thì chúng ta bệnh nhân không thể có con tự nhiên được, thì chúng ta phải làm một cái phương pháp, chúng ta hút cái tinh trùng đó từ trong tinh hoàn và trong màu tinh của người bệnh nhân và chúng ta đem cấy vô cho người vợ bằng với sự hỗ trợ của cái thụ tinh trong ống nghiệm. Đối với trường hợp này thì chi phí điều trị cũng khá là cao, nhưng được một cái ưu điểm là người bệnh nhân của chúng ta có đứa bé tạo ra là mang cái gen của người cha. À, và một cái câu ngoài lề chút xíu là trong quá trình mà bác sĩ điều trị cho bệnh nhân của mình thì không biết là có trường hợp nào để lại ấn tượng cho bác sĩ và có thể được xem là khó điều trị không ạ? Trong cái câu hỏi của Nhi thì trong cuộc đời của bác sĩ mà khi mà được khám bệnh á thì những cái vấn đề xảy ra rất nhiều, có những cái ca mà đến bây giờ mình cũng rất áy náy, không biết cách nào làm cho bệnh nhân tốt nhất. Một cái trường hợp là một em bé, em nó bị quai bị, nhưng mà đến gia đình ở dưới quê họ không phát hiện ra cái bệnh lý này và họ đưa vô ông thầy Lan, và ông thầy Lan đó dùng mực tàu giống như mình phán vô cái đó thì bảo sẽ chữa được quai bị cho bệnh nhân. Nhưng mà đến khi mà đến bệnh viện Bình Dân thì chẩn đoán chính xác không phải là quai bị mà bị xoắn tinh hoàn. Đối với xoắn tinh hoàn là chúng ta phải mổ càng sớm càng tốt. Đối với trường hợp của em bé tới 20 ngày thì chúng ta buộc phải cắt một cái tinh hoàn. Và chúng ta rất đau lòng, tại cái tinh hoàn là một cái cơ quan rất quan trọng của nam giới. Chúng ta cắt một tinh hoàn thì tinh hoàn còn lại vẫn hy vọng nó có phục hồi, có khả năng sản xuất tinh trùng. Thì đối với những trường hợp đó chúng ta rất đau lòng. Cũng như trong tuần qua có một cái trường hợp rất hay. Anh đó 28 tuổi, anh được chẩn đoán là ung thư tinh hoàn. Sau khi mà anh tiến hành phẫu thuật cắt tinh hoàn thì bệnh nhân lại không tiếp tục theo phác đồ điều trị hóa trị xạ trị tiếp cho bệnh nhân. Rồi tiếp theo bệnh nhân ngưng điều trị, đến khoảng 2 năm sau thì phát hiện ra ung thư tinh hoàn còn lại, thì chúng ta bắt buộc phải cắt cái tinh hoàn bên kia. Mà bệnh nhân vừa lập gia đình xong không có con và khoa nam học quyết định là phẫu thuật cho bệnh nhân, nhưng vẫn cố gắng tìm cái tinh trùng còn sót lại trong tinh hoàn đem chữa lành cho bệnh nhân, để hy vọng là một thời gian sau bệnh nhân ổn định thì có thể lấy cái con tinh trùng từ trong tinh hoàn của bệnh nhân đem đi thụ tinh trong ống nghiệm cho bệnh nhân để bệnh nhân vẫn có con được. Đó là những cái trường hợp mà chúng ta cần phải cảnh giác. Chúng ta khi có bất thường chúng ta hãy đến khám bệnh và chúng ta không, và một điều quan trọng chúng ta phải tuân thủ điều trị, chúng ta không nên tự ý ngưng điều trị đối với những cái trường hợp bệnh nặng.
Vâng, và câu hỏi cuối cùng muốn hỏi đến bác sĩ đó là không biết bác sĩ có những lời khuyên như thế nào đối với những người nam giới để họ có thể phòng tránh cũng như là điều trị căn bệnh vô sinh một cách hiệu quả nhất không ạ? Thì Trung Dũng thấy cái vấn đề chính của chúng ta là phòng bệnh, chứ chúng ta không để đến khi mà có bệnh rồi mới đi chữa. Phòng bệnh đầu tiên, nam giới chúng ta phải tự coi lại chúng ta có phải là một người bình thường chưa? Bình thường về cái hình dáng của chúng ta, bình thường về chức năng, chúng ta phải tầm soát. Cái thứ hai trong cuộc sống chúng ta, tránh các chất kích thích rượu bia, chúng ta tăng cường thể dục và chúng ta tránh những cái chất mà thức ăn có thể gây béo phì. Tại béo phì nó có thể gây ra rất nhiều bệnh và đặc biệt liên quan tới vô sinh. Và một cái chuyện quan trọng nữa, đối với nam giới chúng ta khi mà còn độc thân và thậm chí là khi lập gia đình rồi, thì chúng ta nên thực hiện chính sách là một vợ một chồng. Chúng ta không nên quan hệ tình dục bừa bãi, không an toàn. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Và Yến Nhi nghĩ là thông qua buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chắc chắn những bệnh nhân nào mắc chứng bệnh vô sinh nam sẽ mạnh dạn đi đến bệnh viện để chữa trị và sẽ phần nào giảm bớt những lo lắng và an tâm hơn khi đến bệnh viện, bởi vì ngày nay có rất nhiều phương pháp có thể chữa trị căn bệnh này. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn.